Loại thực phẩm cừng bổ thận, ăn sớm khỏe sớm, thận yêu mấy cũng hồi sinh trở lại. Sức khỏe mỗi ngày xin kính chào quý khán thính giả. Quý vị thân mến, suy thận, thận yếu hay ung thư thận, những căn bệnh tưởng chừng như chỉ gặp ở người cao tuổi, người có tiền sử mắc các bệnh về thận, thì nay căn bệnh này đang phổ biến ở cả những người trẻ tuổi, những người có lối sống, nếp sinh hoạt thiếu điều độ, không khoa học. Bệnh thận yếu thể hiện cho tình trạng khả năng hoạt động và chức năng của thận bị suy yếu rối loạn. Thận không có khả năng đào thải độc tố và chất cặn bã ra khỏi máu và cơ thể. Vậy làm thế nào để hạn chế tối đa các bệnh về thận, duy trì thận luôn khỏe mạnh là thắc mắc chung của rất nhiều người. Theo các chuyên gia, để hỗ trợ quá trình phục hồi chức năng thận, rút ngắn quá trình điều trị và tăng cường sức khỏe, người bệnh nên xây dựng một chế độ ăn uống phù hợp. Ngày hôm nay, Sức khỏe mỗi ngày sẽ mang đến cho bạn những gợi ý về các loại thực phẩm cực tốt cho thận có mặt trong đời sống của chúng ta, giá thành vô cùng hợp lý mà ai cũng có thể sở hữu. Mời quý vị cùng theo dõi. Các loại thực phẩm cực tốt cho thận, biết sớm ăn sớm để thận luôn khỏe mạnh. Thứ nhất, khoai lang giúp bổ sung dưỡng chất và cung cấp nhiều năng lượng. Khoai lang được đánh giá là một trong những loại rau củ quả tốt cho sức khỏe, lành mạnh và mang nhiều lợi ích đối với những người đang mắc bệnh thận mãn tính. Với hàm lượng lớn tinh bột, chất xơ, khoáng chất và vitamin, khoai lang có thể giúp người bệnh bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể, đồng thời cung cấp nguồn năng lượng dồi dào và đảm bảo các hoạt động của thận. Chính vì thế, việc đưa khoai lang vào thực đơn ăn uống mỗi ngày có thể giúp người bệnh làm giảm áp lực lên thận. Bởi ngoài chức năng tham gia vào quá trình bài tiết, thận còn có nhiệm vụ giúp cơ thể ổn định đường huyết. Thứ hai, rau xanh. Thực phẩm tốt cho thận giúp kiềm hóa nước tiểu. Việc thường xuyên bổ sung những dưỡng chất có trong rau xanh không chỉ giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn mà còn nâng cao chức năng thận, giúp các hoạt động của bộ phận này diễn ra tốt hơn. Hầu hết các loại rau xanh đều có khả năng trung hòa dịch vị, có nồng độ pH cao và có tác dụng kiềm hóa nước tiểu. Nồng độ pH và những tác động từ rau xanh có thể giúp quá trình bài tiết nước tiểu diễn ra dễ dàng hơn, tránh tạo ra nhiều áp lực cho thận. Ngoài ra, những hợp chất thực vật được tìm thấy trong rau xanh như caempron, riboflavin, niacin, glucosinolate, beta-carotene khi được đưa vào cơ thể còn phát huy tác dụng bài tiết độc tố và thanh lọc cơ thể. Chính vì thế, việc đưa rau xanh vào quá trình điều trị bệnh suy thận có thể giúp bệnh nhân làm sạch máu. Thứ ba, ớt chuông đỏ chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa, tốt cho người bị thận. Theo các chuyên gia, người bị thận yếu nên bổ sung ớt chuông vào thực đơn ăn uống mỗi ngày để nâng cao sức khỏe và cải thiện bệnh lý. Trong ớt chuông chứa hàm lượng lớn lycopene và nhiều hợp chất thực vật khác. Hợp chất này khi được đưa vào cơ thể sẽ phát huy tác dụng chống oxy hóa, điều hòa nồng độ điện giải và phục hồi những tổn thương trong cơ thể. Ngoài ra, thành phần dinh dưỡng được tìm thấy trong ớt chuông còn có các loại vitamin và chất xơ. Đây đều là những dưỡng chất rất tốt cho hệ tiêu hóa, tốt cho sức khỏe tổng thể, giúp thanh lọc và loại bỏ các độc tố có hại trong máu. Thứ tư, tỏi, thực phẩm chống viêm ở thận. Tỏi không chỉ là một loại gia vị, mà còn là một vị thuốc thường xuyên góp mặt trong các bài thuốc điều trị bệnh, khắc phục các vấn đề có liên quan đến tình trạng viêm nhiễm. Hoạt chất allicin được tìm thấy trong tỏi có khả năng ức chế hoạt động và tiêu diệt các loại ký sinh trùng, vi nấm, virus và một số loại vi khuẩn gây hại. Chính vì thế, việc bổ sung tỏi vào chế độ ăn uống có thể thúc đẩy tế bào thận phục hồi và làm tăng nguy cơ mắc phải những bệnh lý, vấn đề có liên quan đến tình trạng nhiễm trùng thận. Thứ năm, cá hồi, thực phẩm giúp làm giảm tổn thương ở thận. Cá hồi là một sự lựa chọn hoàn hảo cho vấn đề người bị thận yếu nên ăn gì, bởi đây là một nguồn bổ sung omega 3 dồi dào cho cơ thể. Omega 3 là một axit béo không no. Loại axit này có tác dụng giảm viêm, thúc đẩy quá trình phục hồi các tế bào tổn thương ở thận và chống oxy hóa. Chính vì thế, nếu bạn thường xuyên đưa cá hồi vào thực đơn ăn uống mỗi ngày, mức độ tổn thương ở các tế bào thận sẽ nhanh chóng thuyên giảm, đồng thời nâng cao chức năng thận và hỗ trợ quá trình điều trị bệnh. Thứ sáu, sử dụng các loại đậu để thay thế đạm động vật. Đậu đỏ, đậu nành, đậu xanh, đậu Hà Lan là nguồn đạm thực vật mang nhiều lợi ích cho sức khỏe, lành mạnh nên có khả năng thay thế cho đạm động vật. Khi đưa các loại đậu vào thực đơn ăn uống mỗi ngày,
cơ thể vẫn được bổ sung một lượng protein và các thành phần dinh dưỡng khác, nhưng không tác động và không làm ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng của thận. Ngoài ra, trong thành phần chính của các loại đậu còn là hợp chất thực vật và nhiều axit amin. Đây đều là những thành phần có khả năng thanh lọc cơ thể, loại trừ gốc tự do và làm giảm nồng độ cholesterol trong cơ thể. Thứ 7, lòng trắng trứng gà, thực phẩm tốt cho người bị thận yếu. Những người bị thận yếu nên hạn chế đưa các loại thực phẩm dầu đạm vào chế độ dinh dưỡng, bởi điều này có thể khiến chức năng của thận bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nếu không bổ sung đạm cho cơ thể, người bệnh sẽ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, thiếu tập trung và giảm thể trạng. Sau đó, người bệnh có thể thêm lòng trắng trứng gà vào thực đơn ăn uống để bổ sung một lượng đạm vừa phải cho cơ thể. Ngoài thành phần là protein, bên trong lòng trắng trứng gà còn chứa nhiều vitamin, khoáng chất và nhiều dưỡng chất cần thiết khác cho cơ thể. Tuy nhiên, bệnh nhân bị suy thận cần hạn chế ăn lòng đỏ trứng, bởi protein và nhiều thành phần dinh dưỡng khác trong lòng đỏ trứng rất cao. Việc thường xuyên sử dụng thực phẩm này sẽ làm tăng áp lực lên thận và làm tăng nồng độ cholesterol. Thứ 8, thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, tốt cho người bị thận yếu, dưa lưới. Thành phần của dưa lưới là đa dạng các loại vitamin và khoáng chất. Mặt khác, loại trái cây này không chứa đạm và chất béo, nên được xếp vào danh sách những loại thực phẩm tốt cho người bị thận yếu. Ngoài ra, trong thành phần của dưa lưới còn chứa nhiều hợp chất thực vật. Những hợp chất thực vật khi được đưa vào cơ thể sẽ phát huy tác dụng thanh lọc cơ thể và tiêu trừ các gốc tự do. Quý vị thân mến, bên cạnh việc thêm vào thực đơn ăn uống các loại thực phẩm lành mạnh, chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, bệnh nhân bị thận yếu cũng cần kiêng cử hoặc hạn chế sử dụng một số loại đồ uống và thức ăn không tốt, tăng áp lực lên thận và làm nặng hơn tình trạng bệnh. Phần tiếp theo của video, Sức khỏe mỗi ngày sẽ chỉ cho bạn những loại thực phẩm không tốt cho thận mà chúng ta cần tuyệt đối tránh xa, hay ít nhất là hạn chế ở mức thấp nhất có thể nhé. Mời các bạn cùng theo dõi. Thứ nhất, thực phẩm chứa nhiều muối và đường làm tăng áp lực lên thận. Thận giữ chức năng bài tiết nước tiểu, cân bằng nồng độ điện giải trong cơ thể và lọc máu. Chính vì thế, khi bạn bổ sung vào thực đơn những loại thực phẩm chứa nhiều đường hoặc muối, thận phải tăng cường hoạt động, làm việc với hiệu suất cao để đào thải lượng muối và lượng đường dư thừa thông qua nước tiểu. Chính vì thế, nếu bạn thường xuyên ăn những loại thực phẩm chứa nhiều đường hoặc muối, áp lực lên thận sẽ tăng đáng kể, đồng thời khiến bệnh tình nhanh chóng phát triển theo chiều hướng xấu. Thực phẩm chứa nhiều muối và đường, gồm có mắm, thực phẩm chế biến sẵn, thịt xông khói, lạp xưởng, xúc xích, thức ăn nhanh, thức ăn đóng hộp, snack, kẹo, bánh, sô-cô-la, nước ngọt có ga. Thứ hai, các loại thực phẩm giàu đạm. Đạm là chất dinh dưỡng rất cần thiết cho sự phát triển của cơ thể. Tuy nhiên, nếu bạn bổ sung quá nhiều đạm cho cơ thể, chức năng của thận có thể bị suy giảm do chịu nhiều áp lực. Lượng đạm sau khi được thu nạp vào cơ thể sẽ nhanh chóng chuyển thành creatinine, axit uric, ure, những sản phẩm của đạm không được loại bỏ hoàn toàn mà tồn đọng trong nước tiểu, khiến thận phải hoạt động liên tục để bài tiết. Tuy nhiên, ở những người có chức năng thận suy yếu, việc thường xuyên bổ sung những thực phẩm giàu đạm vào quá trình ăn uống có thể làm tăng áp lực lên thận, đồng thời khiến cho chức năng đào thải độc tố của cơ quan này suy giảm đáng kể. Thứ ba, rượu bia làm giảm chức năng thận và gan. Người bị thận yếu không nên sử dụng các loại rượu bia, bởi hàm lượng cồn, methanol, aldehyde, axit acetic trong loại thức uống này có khả năng thúc đẩy quá trình sản xuất axit lactic. Khi đó, thận buộc phải hoạt động mạnh và ưu tiên đào thải axit lactic. Điều này khiến nồng độ axit uric đọng lại trong các ống thận, từ đó khiến chức năng của thận bị suy giảm. Ngoài ra, việc sử dụng một số loại rượu có nồng độ cồn cao khiến nguy cơ mắc bệnh suy thận cấp tính tăng cao và làm tăng khả năng ngộ độc. Bên cạnh các loại đồ uống và thực phẩm nêu trên, những người đang trong quá trình điều trị bệnh thận yếu cũng cần ngừng hút thuốc lá, tránh việc tự tiện sử dụng thuốc, nhất là những loại thuốc thải trừ qua thận như thuốc uống chống viêm không steroid, thuốc giảm đau, viên rủi C, thuốc tăng bài tiết axit uric. Nguyên tắc ăn uống dành cho người bị thận yếu.
những người có chức năng thận yếu suy giảm cần áp dụng và duy trì một chế độ ăn uống đặc biệt. Tuy nhiên, bệnh nhân cần tránh rơi vào tình trạng ăn uống kiêng khem quá mức, khiến cơ thể mệt mỏi, suy nhược, thận không đủ sức để hoạt động. Chính vì thế, những người đang trong quá trình điều trị bệnh thận yếu cần hiểu và tuân thủ theo những nguyên tắc được liệt kê dưới đây. Người bệnh cần cân bằng thành phần dinh dưỡng, khoáng chất trong mỗi bữa ăn, tinh bột, vitamin, đạm. Bạn cần tránh rơi vào tình trạng chỉ tập trung vào một nhóm thức ăn hoặc một chất dinh dưỡng cố định. Không nên kiêng hoàn toàn những loại thực phẩm có chứa đạm. Thay vì sử dụng đạm động vật, bạn nên sử dụng đạm thực vật với liều lượng vừa đủ để cung cấp dưỡng chất và bổ sung năng lượng cho cơ thể. Bệnh nhân bị thận cần tăng cường bổ sung nhiều nước cho cơ thể, bởi điều này có thể giúp bạn thanh lọc cơ thể, hỗ trợ quá trình đào thải độc tố của thận. Tuy nhiên, lượng nước dung nạp vào cơ thể cần được chia đều để uống vào nhiều thời điểm trong ngày. Người bệnh cần tránh uống quá nhiều nước trong cùng một thời điểm. Thông qua thông tin trong video này, Sức khỏe mỗi ngày hy vọng có thể giúp các bạn khán giả có thêm những kiến thức về việc lựa chọn thực phẩm tốt cho thận, tăng cường sức khỏe, làm giảm áp lực và mức độ tổn thương ở thận, đồng thời rút ngắn quá trình phục hồi bệnh. Đối với những bệnh nhân có tiền sử bị dị ứng với các loại thực phẩm, cần cân nhắc xây dựng chế độ ăn uống phù hợp theo sự hướng dẫn của chuyên gia dinh dưỡng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại trong những video tiếp theo của Sức khỏe mỗi ngày.